một tràng pháo tay xin mời Crown Ambassador cô Siriphan Bunnaria. À, xin chào ạ. Xin chào. Trước hết, trước đây tôi như là MC nó nói, tôi là cô giáo dạy trong một cái viện nghiên cứu, và tôi là học tốt nghiệp ở trường đại học Chiang Mai. Hồi trước tôi nghĩ rằng là cuộc sống của mình đã tốt rồi, vì ngoài công việc chính ra tôi còn có rất là 4-5 việc khác nữa để làm, và có thu nhập tới 4-5 nguồn từ những công việc khác. Mỗi ngày hầu như không có thời gian, làm việc từ sáng tới tối, thứ hai cho tới thứ chủ nhật, và 365 ngày không có ngày nghỉ. Ngày mà gặp kinh doanh từ cái người đàn em, và tôi nghĩ rằng kinh doanh này không phải là dành cho mình, nhưng mà bởi vì không muốn từ chối ngại cho nên đi nghe. Và khi mà đến đó nghe rồi thì tôi mới tập trung nghe. Sau khi nghe xong, không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi tốt nghiệp bên ngành khoa học và nghe em quay, apply hỏi tốt không? Nghe thì tốt không các anh chị? Tốt. Có thể khả thi không? Thì tôi thấy là có người làm được. Cho nên là như vậy có làm được hay không ạ? Được. Và nếu em quay là kinh doanh mà bán, giống như mình đi coi phim, giống như mình coi phim thấy hay mà đi nói tiếp, mình đi ăn thấy ngon mình nói tiếp, đó là những cái điều mà tôi thích rồi. Và tôi cũng là người hay thích kể cho người khác và hay rủ người khác. Các anh chị nghĩ rằng là người như vậy thì có làm được không ạ? Và cái điều thứ tư người ta hỏi tôi là vậy có tham gia không? Tôi học bên khoa học là cái người mà phải nhìn thấy cái kết quả, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không muốn làm. Tôi quay qua tôi hỏi ông xã là có nên làm không, không biết bữa đó làm sao mà ông xã tôi lại nói là đăng ký đi. Bởi vì cái điều mà ông chồng tôi nghe ngày hôm đó, anh đã nghe cái bữa cuối, cái lúc cuối, và anh nghe cái câu là 90 ngày nếu không thích thì có thể trả lại được. Và anh thấy là cái điều này rất là đơn giản, ký thẻ xong là xong rồi. Nếu anh muốn làm thì làm đi, nhưng mà đừng có liên quan tới tôi, tại vì tôi không có muốn làm, ông xã tôi nói như vậy. Nhưng em quay thì không phải là chỉ ký thẻ. Đêm ngày hôm đó tôi đã lấy tài liệu về đọc, và trong cái bộ cảm năng kinh doanh, và tôi đã được nghe các sếp mà tuyến trên nghe, và tôi nghe cái lịch sử của từng người thành công. Tôi đọc tài liệu và tôi tìm cái đĩa của Rick DeVos rồi nghe, và tôi cảm thấy là tại sao những cái người này, nhà sáng lập này, họ làm ra Amway và sản phẩm nó như thế nào. Nhưng mà ngày đầu tiên khi bắt đầu, sau khi nghe xong và ra ngoài chia sẻ sản phẩm, từ cái trước đây tôi chưa từng bán gì mà tôi có thể có doanh số từ những sản phẩm mà mắc nhất lúc đó là 208 BV, nhưng mà trong 2 tiếng đồng hồ tôi có thể bán được 3.500 BV trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và đó là một cái điều rất là bình thường, nhưng mà trước khi đi ra chia sẻ các anh chị phải quay về, nhưng mà để mà trước khi làm mà quay về hỏi tới hỏi lui, mà kiểm tra bản thân cả chục lần. Và tôi cũng là người dạy về hóa chất và đưa sinh viên đi thêm tham quan nhà máy rất là nhiều, cho nên là tôi cảm thấy sản phẩm rất là tốt, và sản phẩm của em quay còn đảm bảo cái sự hài lòng của người tiêu dùng. Cho nên và tôi nghĩ rằng chỉ những cái sản phẩm tốt như thế này thì tất cả mọi người ai cũng cần dùng, và nếu mà họ thích thì mua, không thích thì trả lại, và có thể mua lại những sản phẩm mà trước đây họ dùng. Và nghĩ như vậy đơn giản cho nên là mới chia sẻ. Và khi mà tôi đi bán hàng thì những người nghĩ rằng là họ nghĩ rằng là mình mà chưa từng bán cái gì mà bây giờ mình bán chắc là tốt, thế là họ mua. Thì tôi nghĩ rằng tôi đi bán em quay, nhưng mà tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm em quay. Tôi nghĩ rằng em quay thì nó phù hợp cho em gái mình, nhưng không nghĩ rằng là sẽ làm bản thân mình làm. Và lúc đó tôi đang học thêm thạc sĩ nữa, và
30 năm về trước tôi đang học nghiên cứu cái ngành polymer. Và tôi cảm thấy là cảm thấy sản phẩm Amway nó không có được công nghệ cao high-tech. Và đôi khi các anh chị, người ta phải cảm ơn ba nhóm người. Nhóm thứ nhất là những cái người mà cho mình cơ hội. Cái nhóm thứ hai là những cái người mà mở trí não cho mình, cho mình có trí huệ. Đôi khi ở cái góc nhìn nhỏ của mình quyết định ở đưa ra những cái quyết định khi mà mình, má ơi nó nhanh quá, từ những cái góc nhìn nhỏ cho nên là không có quyết định được đúng. Các anh chị hãy dành một tràng pháo tay cho những cái người mở cơ hội. Cái người thứ hai là cái người cho tôi cái trí huệ. Các anh chị hãy dành một tràng pháo tay cho những cái người mà cho mình cơ hội và giúp cho mình thay đổi tư duy góc nhìn. Và với cái người mà mở trí huệ, giúp cho mình làm Amway. Và các anh chị, tôi muốn các anh chị giúp dành một tràng pháo tay thật là lớn cho upline là cô Aranon Krau. Rất là may mắn, tôi là đàn em của cổ và được cơ hội tới gặp cổ. Và tôi nói là cảm thấy là cô ơi thấy sản phẩm nó rất là bình thường. Và cổ nói rằng là sản phẩm như thế này, những cái sản phẩm như thế này là những cái sản phẩm mà không có ngày chết. Tại vì sản phẩm nó vĩnh viễn không có ngày chết, không có ngày là. Và thực sự ở trong Amway 29 năm, tôi cảm thấy rằng là thấy trong cái ở thị trường có rất là nhiều sản phẩm nó từng xuất hiện và biến mất, nhưng mà Amway thì lại tồn tại từ trước tới giờ. Và cô Aranon ngày đó nói rằng là trong tương lai, nếu kinh tế không tốt, người cần cơ hội thì Amway cũng là cơ hội cho họ. Nhưng mà nếu kinh tế tốt, người ta có tiền thì người ta muốn dùng sản phẩm tốt. Ban đầu người ta có thể nghĩ rằng sản phẩm mắc, nhưng mà nếu mà người ta sử dụng rồi, người ta sẽ biết rằng là sản phẩm Amway thậm chí còn rẻ hơn ở ngoài thị trường. Và trong suốt 29 năm bước trong Amway này, thì tôi thấy rằng là cho dù kinh tế tốt hay không tốt, Amway vẫn tiếp tục phát triển. Cái người tập trung vào trong kinh doanh này và họ tự tin họ có thể thành công được. Và một người mà tôi cho rằng đó là cái người thầy đầu tiên của kinh doanh cho tôi. Khi mà lên 18%, có rất là nhiều người nói là sẽ lên 21%. Nhưng mà tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng là mình đang học, đang thi rất là nhiều. Và tôi nói rằng là tháng này 18%, tháng sau chỉ cần là 18% giữ được rồi. Nhưng mà tháng tiếp theo, trong tháng 12, trong cái tháng thứ 8 tôi làm Amway. Và tôi đặt mục tiêu lên 21%, nhưng mà tôi vẫn giữ được 18%. May mắn trong tháng đó tôi đã gặp upline. Có upline nói rằng có một cái vé của chương trình thầy Phu, có muốn đi hay nghe hay không. Và hai vợ chồng tôi đã tham dự cái buổi huấn luyện của thầy Phu. Và tôi cảm thấy hôm đó rất là bình thường, nó chẳng có cái gì đặc biệt lắm. Nhưng mà sau đó, sau khi có cơ hội quay về nghe lại cái phần CD, và tôi ghi lại tất cả những cái lời, và tôi viết lại và đọc lại. Và các anh chị biết không ạ, trong cái chương phần đầu tiên, thầy Phu nói rằng là làm thế nào để cho, thầy Phu nói là làm thế nào để downline thích sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Vậy lúc đó tôi mới quay về với hỏi lại là ồ vậy downline của mình họ sử dụng sản phẩm, vậy họ có yêu sản phẩm hay không. Và mình mới bắt đầu hỏi là tuyến dưới của mình họ thích sản phẩm nào. Và tôi bắt đầu hỏi hỏi tuyến dưới như vậy. Và từ đó tuyến dưới họ tự tin và họ dám đi ra ngoài giới thiệu những sản phẩm họ yêu thích. Và từ đó kinh doanh nó phát triển. Cái việc bán hàng bảo trợ trong Amway không khó, nhưng quan trọng là việc làm việc với con người. Trước đây tôi là cái người là người tốt, luôn luôn động viên người khác. Đặc biệt là tôi động viên và nhắc nhở người khác khi những cái người mà bên cạnh. Chồng tôi có ước mơ và nói với tôi rằng là nếu mình đi làm thuê mình sẽ không thể nào mà thành công được. Và chồng tôi cũng cố gắng làm cái công việc này, kinh doanh kia. Nhưng mà luôn luôn tôi nói với chồng là nếu mà nó phá sản thì sao, nếu mà nó hư sao. Cho nên là chồng tôi lại đi tìm cái khác. Mình không biết rằng cái điều mà tôi nói với ảnh á làm cho cái ước mơ của ảnh bị mất đi hay không. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà không có có khi mà chồng tôi hoặc là em tôi làm một cái gì đó, quyết định kinh doanh một cái gì đó, thì tôi lại cản, tôi đưa ra những cái ý kiến ngược lại.
Và sau khi làm em quay thì tôi phát hiện ra là tôi đã giết cái ước mơ của họ. Em quay là công việc là mình làm việc chung với rất là nhiều người, và mình phát hiện rằng là em quay thực ra là cũng khó nha, tại vì mình làm với rất là nhiều người. Nhưng mà thực ra công việc mà nó liên quan tới con người, nếu ngày hôm nay mình làm những cái công việc này thành công, có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta có thể làm gì cũng thành công, cuộc sống gia đình của chúng ta cũng thành công. Khi chúng ta gặp người, tôi từng cho downline viết ra những cái ưu điểm của vợ hoặc chồng của họ, và phát hiện một điều là, và các anh chị biết không, họ nhìn nhau và viết không ra được. Vậy và lúc đó tôi hỏi họ là hãy viết ra những điều mà vợ hoặc chồng mình cần sửa, cải thiện, và họ viết ra trong 15 phút không biết bao nhiêu điều. Con người ta thường là hay nhìn người khác và thấy cái yếu điểm, không có nhìn thấy cái ưu điểm của người khác. Có rất là nhiều downline, họ đi center tới trong hệ thống, và họ, cô ấy nói rằng là chồng cô ấy đi tìm hiểu em quay lúc nào cũng nằm ngồi ngủ, bây giờ làm sao để thay đổi chồng. Và tôi nói với cô ấy rằng hãy thay đổi bản thân mình chứ không phải thay đổi người khác. Bây giờ khi mà ngồi mà ngủ có mỏi cổ không? Mỏi đúng không? Như vậy ngủ ở nhà thì có sướng hơn không? Vậy tại sao mà anh không ngủ ở nhà mà anh còn đi với mình, đi tới đây làm bạn với mình? Có một cái người lãnh đạo là CEO, và họ thực sự là một cái người lãnh đạo. Ở trong em quay cũng là lãnh đạo, bởi vì thay vì anh ta ngủ ở nhà thì bây giờ anh đi tới anh ngủ ở trong center, có nghĩa anh là lãnh đạo đúng không? Ngủ mà còn lựa chỗ để ngủ nữa. Cho nên nếu mà anh ta quyết định làm em quay để trở thành cái người thành công, chắc chắn là anh ta sẽ là người thành công lớn. Có người sinh ra là tiếng cha mẹ đã làm ra mọi điều hết rồi, chưa từng cực khổ, khi làm em quay gặp vấn đề, bắt đầu không chịu làm rồi. Khi mà nói với họ thì mới nói với họ là hãy quay về suy nghĩ coi, hãy suy nghĩ, hỏi bản thân, hỏi ba mẹ là ba mẹ làm kinh doanh á, làm 30 năm, cho con rất là sung sướng, con chưa từng cực khổ. Vậy thì hãy coi ba mẹ có từng gặp vấn đề gì không? Và các bạn tin không? Quay về nhà nói chuyện với ba mẹ, sau đó quay về nói với tôi là, và tôi hỏi là tại sao, và cô ấy ngồi khóc. Hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy nói là cô ấy chưa từng biết rằng bố mẹ đó cực khổ như thế này. Họ muốn có cuộc sống gì, có cái gì trong cuộc đời, cho dù bất cứ điều gì, bố mẹ chưa từng từ chối, chưa từng từ chối bất kỳ điều gì. Và cái điều tôi muốn nói với họ đó là ba mẹ yêu thương con cái luôn luôn là như vậy, nhưng không có nghĩa là con cái phải thành công. Con gái thương cha mẹ thì phải thành công, upline cũng vậy, upline thương downline, nhưng cũng không có đảm bảo được rằng là tuyến dưới sẽ thành công. Nhưng mà cha mẹ downline mà thương upline thì downline sẽ thành công. Ngày hôm nay kinh doanh em quay là kinh doanh của cái sự thay đổi, không phải thay đổi người khác mà thay đổi bản thân mình. Mình sẵn sàng thay đổi hay không? Em quay trả tiền cho cái sự thay đổi của chúng ta. Người nào thay đổi nhanh, người nào thay đổi nhiều hơn thì sẽ được nhiều tiền nhiều hơn và thành công nhanh hơn, và sẽ thành công nhanh hơn. Nhưng nếu mà khi nào mình muốn rằng mong muốn người khác thay đổi thì đó chính là sự bắt đầu của thất bại. Cho nên cái sự thay đổi của bản thân thì mới là cái điểm bắt đầu của thành công. Ngày hôm nay tôi phát hiện một điều rằng là có rất là nhiều người làm cái gì cũng không được như ý. Nhưng mà hãy hỏi bản thân mình đi, rằng mình làm cái gì được như ý mình hay chưa. Có vợ, cặp, một cặp vợ chồng, họ đám cưới trên 50 năm cho tới là một cái hình mẫu hạnh phúc, cặp đôi hạnh phúc, và lên sân khấu và được mà phỏng vấn là tại sao mà có cái bí quyết nào mà tại sao mà sống chung với nhau lâu như vậy. Và người vợ mới lên kể rằng, có nói rằng là cái người MC mới hỏi là như vậy là ông chồng cô có phải là toàn là những ưu điểm không? Và cái người vợ mới nhìn ông chồng và nói cái điều mà khuyết điểm của ảnh á là cái điểm yếu của ảnh á là nó nhiều bằng sao trên trời. Vậy thì ưu điểm thì sao? Người vợ mới nhìn chồng và nói là ưu điểm của ảnh á chỉ có một cái thôi, nhưng mà cái điều ưu điểm này nó như là ánh mặt trời. Khi nào ánh mặt trời xuất hiện thì sẽ không nhìn thấy những cái ngôi sao nhỏ nữa.
có một cái câu nói rằng cái lời chê sẽ làm cho cho một người trở thành cái người điên khùng á, giống như người có vấn đề về trí não. Nhưng mà cái lời khen á cũng có thể biến một cái người mà thiểu năng trí tuệ có thể trở thành một người bình thường. Trong em quay chỉ toàn là người giỏi thì chắc là tôi không dám làm. Ở trong những công việc khác, những cái người mà sai lầm ít nhất thì họ mới có thể thành công nhất. Nhưng ở trong em quay, cái người FC ngồi ở phía trước này là những cái người mà làm sai nhiều nhất, làm sai lầm nhiều nhất, gặp cái lời từ chối nhiều nhất, nhưng mà vẫn còn kiên trì và vẫn tiếp tục làm. Cho nên ngày hôm nay, những cái người thành công nhiều nhất chính là những cái người gặp lời từ chối nhiều nhất, có cái sự té ngã nhiều nhất, cho nên mới có thể thành công. Và chính điều đó làm cho tôi tin rằng là như vậy thì mình có thể làm được. Nếu chúng tôi làm được thì các bạn cũng làm được. Khi mình mệt, có một câu, có một luôn luôn nhắc bản thân, người khác. Và không cần, khi mệt mỏi không cần chờ người khác động viên, mà mình phải tự tự bản thân mình động viên. Mình sẽ không chịu thua. Không có gì khó mà mình không chịu được. Không có gì là khó, không có gì là không làm được. Tôi tin rằng tôi làm được. Tất cả các anh chị ở đây cũng có thể làm được.